nấu hai nè. Bán chút xíu qua cho.
ở sao có nhà, ở sao có nhà 30 30. Lộn xác hàng kia chưa? Hai thằng nãy mình mới bắn dưới đây nè. Chưa quanh xuống lộn chạy cho nó làm gì? Đó, 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 thấy chưa? Một mình con chạy đâu đó con chết con chịu nữa chứ. Cháy bây giờ đó mà nhường xúc mà nhường con lò con bắn nó bắn một xịt sọ vậy đó mà nhường đi qua lộn xác hai thằng nữa bên đây con chơi đồng đội là con phải phối hợp. Đi một mình con rồi chết làm sao nè, có pho mát nè, 54 nè, mát nè, ở pho mát nó rất là mạnh, bán nó ra bao cái gì một lốt rất là dễ trúng. Ở đây có máu nè, ở đây có máu nè. Để con bắn rồi nó bắn con cháy rồi con nó xui. Con tính nhắm vào đầu nó luôn á. Con bắn con nhấp thả tự nó canh chứ cần gì nó nhắm vào đầu nó. Thank you.
Ơi. Bắn vô luôn. Rồi. Đẹp quá. Còn hai thằng. Rồi. Từ từ. Sao vậy? Ở đây, con vô con đứng đó nó bắn con sao? Trời ơi. Ngó mà thử nửa góc nào. Giờ không. Nó đầu ra nó chạy nó nằm ở trong nhà. Chờ nó bo lên là mình luôn kìa. Rồi chuẩn bị đạn. Rồi bạn nó bắn nó. Đừng có chạy nữa, con quay viên đứng đi. Đứng nguyên chạy, ngó thôi. Đứng lên con ngó. Góc cái đầu lên nó chạy kìa, ngó cái bay vậy nè, ngó ở trên kìa, ngó ở đây nè, lên chút nữa xuống nữa đó, ngó nó chạy ở góc đây nè, hiểu chưa? Nhìn đây nè, ở dưới mà nào cần nhìn ở trên thôi, bo nó vô là chạy, nếu mình chạy qua cái nhà kia thôi, nó trong cái nhà đó rồi, chắc nó trong cái nhà đó chắc luôn. Con cũng vậy, nhưng mà con nghĩ là ở bên cái nhà cổ cao kia kìa. Chứ không bên này. Hay là bây giờ bà nhìn bên kia đi. Bà nhìn bên. Bà nhìn hết hai bên chứ cần con nhìn ghé. Thấy rồi. Đó sao cũng đó.
đang quay mà. Quay chi? Tắng rồi. Ủa bây giờ hôm nay bây giờ hai đứa bắn nhau hả? Ủa mà sao?